Chào tất cả các bạn, trong ngày nay thì mình sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn các bạn khắc phục một số lỗi chính khi các bạn gặp phải trong quá trình các bạn cài đặt phần mềm edit video như phần mềm Premiere Pro cũng như phần mềm After Effects các bạn nhé. Thì trước kia mình đã fix rất nhiều bạn cũng như một số bạn gần đây nhắn tin mình rất nhiều, nên mình sẽ làm cái video này chia sẻ với các bạn cho các bạn có cách để các bạn xử lý các bạn nhé. Thì ví dụ như các bạn cài xong phần mềm và các bạn mở lên thì nó báo lỗi thiếu file thế này, hoặc là các bạn gặp phải cái lỗi đây là các bạn không sử dụng được cái card màn hình của mình, có nghĩa là cái GPU các bạn nhé. Cũng như cái lỗi mà các bạn gặp phải là các bạn cài lên nhưng khi các bạn mở lên được phần thì nó không xuất hiện cái màn hình home, có nghĩa là nó sẽ phẳng như thế này. Bình thường khi các bạn mở một phần mềm lên bạn làm giống mình này thì nó sẽ có cái bảng home này. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái ba cái lỗi chính này hay gặp phải trong quá trình các bạn cài đặt và dùng phần mềm. Thì đầu tiên là về cái lỗi thiếu cái file DLL này các bạn nhé, file chấm DLL này. Cái file này nó thiếu, nó tùy thuộc vào cái máy của bạn, có thể thiếu rất là nhiều. Các bạn mở lên thấy rằng là VC runtime này 140 này, hay là 110 này, hay là 100 này, nó có thể lên đến 4, 5 hoặc 6 những cái file này. Thì đối với cái lỗi này thì các bạn cứ check cái file này ra, các bạn cập nhật thôi. Thì các bạn sẽ vào cho mình cái trang chủ của cái file DLL file này. Các bạn vào cái trang này nhé, ở cái trang web là DLL cách file.com, hoặc là bạn cứ lên trên Google bạn gõ cái file các bạn đang thiếu đấy thì nó sẽ mở nhá. Vào trong này các bạn chỉ cần tìm cái file đấy, đấy thôi. Ví dụ ở trong cái lỗi này nó thiếu cái file là VC runtime 140 các bạn nhé, thì các bạn sẽ gõ này. Sau đây các bạn sẽ xách file này thì nó sẽ ra cho các bạn là cái file tương ứng của nó, ví dụ hay là 140D hay là 140 này, thì mình đang thiếu cái file này đúng không, các bạn sẽ chọn vào cái file này. Sau đây các bạn sẽ xem những cái thông tin về cái file này. Thực ra thì các bạn không không quan tâm nhiều đâu, bác chỉ quan tâm là cái máy của mình nó là máy 64 bit hay là máy 32 bit các bạn nhé. Thì ở đây nó sẽ có những cái định dạng cho máy các bạn, xem máy là 64 hay là 32. Thì để biết thông tin máy các bạn thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần tìm kiếm này. Sau đây các bạn sẽ gõ cho mình là DXD. Sau bạn sẽ gõ cho mình là D D I A G. Sau đấy là các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần D X D G, hoặc bạn nhấn Enter nhé, thì nó sẽ hiện lên cái bảng. Ở cái bảng này các bạn sẽ biết rằng cái máy của mình là máy chạy cái gì. Trong cái máy của mình là máy Windows 10 Pro 64 bit, thì mình sẽ sử dụng cái file là của 64 bit các bạn nhé. Thì đây các bạn nhìn này, nó có file 32 này, 64 này, thì mình cứ tải cái file 64 bit về thôi. Thì cái máy của mình là máy 64 bit nhá, thì mình sẽ chọn tải 64 bit xuống. Ok, khi các bạn tải về thì các bạn sẽ được một cái file, các bạn giải nén rồi nhé. Các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ được, trong này nó sẽ có một cái file thông tin cũng như là một cái file của nó là đuôi DLL này các bạn nhé, cái file VC runtime 110 này. Thì cái này thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chọn nó, các bạn sẽ là copy. Khi copy xong thì các bạn sẽ vào cho mình cái thư mục của hệ điều hành nhé, các bạn sẽ vào cho mình cái Windows này. Thư mục Windows này ở cái ổ C các bạn nhé, các bạn vào ổ C này, các bạn sẽ vào cho mình cái thư mục là Windows này. Sau các bạn kéo xuống dưới này, các bạn sẽ chọn cho mình cái thư mục là System 32 các bạn nhé. Các bạn mở ở đây, các bạn kéo dưới này, các bạn sẽ thấy ở dưới này nó sẽ có rất nhiều những cái file có đuôi là DLL này. Đấy, sau đó các bạn sẽ cần click chuột phải, sau đó các bạn sẽ chọn là Path vào đây. Và sau đó nó sẽ yêu cầu các bạn là thêm nó vào ở dạng admin ấy, thì bạn ok là được nhé. Ở đây mình có rồi nên mình không thêm vào nữa. Tương tự như vậy thôi, thì sau khi nó thiếu một số cái file khác thì các bạn cứ tiếp tục các bạn tìm nhé. Ví dụ như khi bạn mở lại nó lại báo là mình còn thiếu một cái file nữa, ví dụ như file 110 này hay file 100 đấy, thì các bạn cứ search ở trên cái trang này là nó ra rồi nhé, và các bạn thêm vào là ok các bạn nhé, là nó sẽ đủ cho cái file nó chạy. Và các bạn chú ý cho mình một điều này, khi các bạn chuẩn bị cài một phần mềm hay các bạn mới mở hay các bạn mới dùng máy lại, thì các bạn nên cập nhật hết cái driver nhé. Tiếp theo là đến cái lỗi thứ hai mà các bạn hay gặp. Đấy là cái lỗi mà cái màn hình home nó không có nghĩa là khi bạn cài đặt xong các bạn mở được, nhưng mà khi các bạn mở lên thì cái màn hình của mình nó một màu đen thế này, nó không có cái bảng home này, có nghĩa là cái bảng để các bạn có thể tạo nhanh break này, hay các bạn mở nhanh những cái break gần đây của mình giống như kiểu này. Khi các bạn mở lên thì bạn không thấy một cái bảng home này, thì thực ra cái này là do cái driver nhé, cái driver của card màn hình của các bạn nó chưa được update đủ driver, hoặc là nó chưa được đầy đủ các driver để hỗ trợ cho nó chạy tốt hết nhất đấy. Thì các bạn sẽ tùy thuộc vào cái driver của mình nhá. Thì các bạn lại tiếp tục các bạn vào cho mình cái phần thông tin máy này, giống lúc nãy mình nói đấy. Thì bạn sẽ tìm cho mình sang cái phần display này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái máy của mình đang sử dụng cái card màn hình gì. Ví dụ ở đây của mình là cái máy mình đang quay cho các bạn này, thì mình sử dụng là card GTX 960 của Nvidia nhé. Thì các bạn sẽ ra cho mình trang web các bạn tìm. Thì các bạn cứ ra cái ô tìm kiếm, các bạn tìm kiếm cho mình về cái driver của card màn hình Nvidia này, dạng card GTX đấy, thì nó sẽ ra, thì bạn sẽ tìm vào cho mình cái trang của Nvidia này. Khi các bạn vào trang này rồi thì các bạn chọn vào cái thư mục driver này, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có cho các bạn một cái bảng này bạn tìm. Nếu mà các bạn tìm ở trên mạng nó chưa ra thẳng luôn đấy, thì bạn vào đây thì tùy theo cái card của bạn, các bạn là card RTX hay là các bạn dùng card 3D hay dùng các card GeForce
thì các bạn sẽ chọn vào đây. Sau đây sẽ đến những đời máy, các bạn dùng RTX 30 series, 20 series, hay là các bạn dùng những dạng là 10 series 900 này, có tất cả những loại card đây. Từ tất cả các đời mà đang còn hỗ trợ cho các bạn về cái driver đấy thì bạn sẽ chọn vào nó. Sau đấy là các bạn sẽ chọn những thông tin thế này. Đấy, sau khi xong thì các bạn sẽ tìm kiếm. Khi các bạn tìm kiếm xong thì nó sẽ ra cho bạn, sau bạn tải về. Nó rất đơn giản, này giống kiểu bạn cài một cái cốc cốc hay là cái chum này thôi. Bạn cứ bấm vào nó tự động nó cài vì nó là ok. Sau khi bạn đăng nhập vào phần mềm rồi thì nếu nó là cái bản cũ mà các bạn chưa cập nhật driver, nó sẽ có cái thông báo hoặc là nó sẽ yêu cầu các bạn cập nhật driver nhé. Thì gần như là các bạn không cần phải vào cái đâu đâu, nó sẽ hiển thị để các bạn chọn cập nhật. À, đây là mình đã cập nhật xong rồi thì nó sẽ không có cái gì thông báo nhé. Còn nếu mà bạn chưa cập nhật thì bạn cập nhật là nó sẽ được, nó sẽ chạy và nó sẽ cài tự động, nó cài hết và nó cài lại, cài lên cái driver mới cho cái card màn hình của mình đấy, để mình sử dụng được thôi. Còn nếu mà các bạn sử dụng những cái card màn hình của cái thương hiệu khác thì các bạn tìm theo cái card màn hình của mình nhé. Thì biết thông tin về card màn hình thì các bạn vào cho mình cái phần display này, là các bạn biết là mình đã sử dụng cái card màn hình gì và thương hiệu nào, để bạn có thể tìm kiếm ra được cái thông tin của nó để bạn cập nhật cái driver cho nó hoặc cài cái bộ driver chuẩn cho nó các bạn nhé. Và các bạn cứ lên đúng cái nhà cung cấp thương hiệu ở đấy là bạn cài là nó sẽ rất là ok thôi. Sau đấy các bạn mở lên là các bạn thấy rằng là cái phần mềm của mình nó sẽ fit được cái lỗi đấy và nó sẽ hiển thị đầy đủ các màn hình home cũng như là chạy tốt được cái liên quan đến cả màn hình cho các bạn nhé. Thì tiếp theo là một cái lỗi nữa mà các bạn cũng hay mắc phải, đây là khi bạn cài xong các bạn mở lên nhưng mà cái phần mềm của mình như Premiere hoặc là After Effects nó lại báo cái lỗi. Thường thường với cái trường hợp này nó hay mắc phải là khi các bạn cài cái phiên bản mà nó cao đấy mà cái cả màn hình các bạn nó thấp, nó không hỗ trợ. Ví dụ như máy các bạn nó hơi cũ rồi mà các bạn sử dụng những cái cả màn hình từ rất là cũ rồi mà các bạn lại đi cài cái phần mềm từ 2020, 2021 hay là bây giờ các bạn cài 2022 thì những cái card màn hình đấy nó gần như nó không được hỗ trợ nữa. Thì đối với cái gặp phải như vậy thì các bạn nên sử dụng những cái phiên bản thấp nhé các bạn nhé. Ví dụ như các bạn nên cài khoảng 2018 rồi 2019 thôi, hoặc là các bạn cài xuống 2015 nếu mà cái máy của mình nó quá cũ rồi. Thì thường thường trong trường hợp này nếu mà gặp phải các bạn cứ nhấn vào fit nhé, để cho nó tự động nó fit rồi các bạn có thể cập nhật driver. Các bạn cập nhật driver mà nó không được ấy, thì các bạn nên xuống cái phiên bản nhé, các bạn xuống phiên bản thấp hơn để cho nó máy nó chạy tốt được, tại vì thiết bị mình có thể là nó đã cũ rồi đấy, nó chạy không được hiệu quả trên những cái bản nó khá mới. Với cái trường hợp này thì mình thấy là các bạn hay gặp phải khi bạn cài những phiên bản quá cao so với cái thiết bị của mình. Và một số bạn gặp phải cái trường hợp là các bạn sử dụng phần mềm là các bạn cứ hay cài những phiên bản mới nhất khi bạn mới dùng ạ. Thì khi các bạn mới dùng thì các bạn dùng rất ít chức năng, mình đã từng nói trong cái video về học cơ bản cũng như là một video về cách học hiệu quả. Thì các bạn là hay có cái trường hợp là các bạn cài những phiên bản khá là cao ngay cái phiên bản mới nhất hiện tại thì các bạn vào, ảnh hưởng đến cái vấn đề là nó cần tài nguyên và mình không dụng hết chức năng. Đôi khi những cái bản mới nó cũng hay gặp những cái lỗi tại vì mới ra mà, nói chung là cái lỗi nó rất là nhiều. Hoặc là các bạn cài những cái bản không chính chủ đây, người ta fix nó không hết hoặc là người ta can thiệp nó chưa chuẩn thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho đến cái phần mềm và hiệu quả công việc của các bạn. Vì vậy đối với các bạn sử dụng mới thì mình khuyên các bạn nên cài những cái bản nó ở tính chất ổn định. Giống như mình là hiện tại cái máy mà mình hay dùng ở nhà thì mình vẫn còn dùng 2019 các bạn nhé. Có nghĩa là mình không lên luôn á, mình để 2019 mình dùng thôi. Còn có cái máy khác mình còn dùng 2018 cơ. Tại vì những cái đấy mình chỉ làm những cái clip đơn giản hoặc là mình chỉnh sửa nó không quá cầu kỳ ấy, nên mình không cần lên. Và mình lên đối với những cái bản cao như 2020, 2021 và hiện tại là 2022. Các bạn thấy rằng là nó rất là nặng và nó chạy, nhiều khi mình render hay mình làm những cái tác vụ nó khó tại vì nó cần tài nguyên rất là nhiều. Hay là một số cái phần mềm nó yêu cầu giống mình đã nói trong cái phần mềm cài phần mềm đấy, các bạn sử dụng 2018 thì chỉ cần 8 GB bạn chạy cũng khá là ổn, nhưng mà đối với những bản 2019, 2020 thì các bạn cần lên 16 GB. Thì vì vậy có những cái mà mình đấy là mình nói về cái mức tối thiểu nhé. Còn những khi bạn sử dụng thì nếu mà làm những project nặng thì 32, 64 GB RAM thì nó còn tùy thuộc vào cái công việc của các bạn. Vì vậy nếu mà các bạn không sử dụng đến những chức năng chuyên sâu hay là các bạn làm quá nặng mà các bạn đang học tập hay các bạn đang sử dụng ở mức cơ bản á, thì các bạn nên cài những cái version nó thấp thấp một chút để nó tránh những cái lỗi gặp phải trong quá trình các bạn làm việc cũng như là các bạn cài đặt phần mềm các bạn nhé.